Không có ai biết rằng, một cô gái bại liệt vậy mà chỉ là giả trang. Khi trong nhà không có người, bọn du côn sẽ tìm đến phòng của cô ấy, làm sằng làm bậy với cô ấy. Sau khi bọn du côn rời đi, cô ấy liền cảm thấy ghê tởm. Mỗi ngày, sẽ có một hộ lý đến giúp cô ấy vệ sinh. Hộ lý trông có vẻ đơn thuần, nhưng thực ra lại rất biến thái. Cô ta sẽ mở nhạc đến mức lớn nhất, sau đó liền phun nước bọt về phía cô gái, còn dùng kéo uy hiếp cô ấy, để lấp đầy khoái cảm trong lòng. Nhưng khi trưởng hộ lý đến, cô ta lập tức biến trở về bộ dạng đơn thuần ban đầu. Bạn cho rằng tên trưởng hộ lý này là người tốt ư? Không thể nào, hắn ta trực tiếp trước mặt của hộ lý, động tay động chân với cô ấy. Mà hộ lý vì muốn trở thành nhân viên chính thức, mỗi lần đều nhắm mắt làm ngơ. Mà cô gái đã sống như vậy trong suốt 10 năm, cô ấy sớm đã chết lặng. Ngày hôm đó khi cô ấy tỉnh dậy, lại phát hiện một người đàn ông lạ mặt nằm bên cạnh mình, còn thuận thế ôm chặt cô ấy. Cô gái dùng lực đẩy người đàn ông đó, liền bị báo thù, ngã lăn xuống đất. Sau đó người đàn ông lạ mặt lại ôm cô ấy lên, vứt mạnh lên giường. Nhưng người đàn ông này hình như có chút không đúng. Anh ta sẽ cẩn thận chuẩn bị bữa sáng cho cô gái. Nhưng cô gái không hề cảm kích, người đàn ông trực tiếp kéo chăn, sau đó ôm cô gái đến bên cạnh bàn ăn. Nhưng cô gái lại cự tuyệt không ăn. Người đàn ông tức giận trực tiếp đứng trước mặt cô gái, tháo thắt lưng ra. Ai cũng không biết anh ta muốn làm cái gì. Người đàn ông này đối diện với cô gái tàn tật, tháo thắt lưng quần. Cô gái đấu tranh cầm lấy dao nĩa trên bàn muốn đánh trả, nhưng bị một tay đẩy ngã. Người đàn ông khó khăn ôm cô ấy trở lại, sau đó lại tiếp tục tháo thắt lưng quần. Sau đó buộc cô ấy trên chiếc ghế, kéo chặt thắt lưng, đẩy đến bàn ăn. Nhưng cô gái lại bắt đầu nôn ngén. Sau đó người đàn ông ôm cô gái đến phòng tắm. Người đàn ông chính là chú của cô gái đó, đã từng bởi vì giết mẹ của cô gái nên bị bắt vào tù. Nhưng từ sau khi người đàn ông đó chuyển đến, tất cả mọi người đối với cô gái rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Ngày hôm đó, tên du côn lại tìm đến phòng của cô gái. Trong lúc tên du côn động tay động chân với cô gái thì người đàn ông chạy vào. Tiếp đó là một trận đau đớn. Trong 10 năm này, người đầu tiên liều mạng vì cô ấy. Những điều này cô gái đều ghi trong lòng. Cảm nhận được sự ấm áp, người đàn ông cẩn thận chăm sóc cô gái, không bao giờ làm điều quá phận với cô gái. Nhưng người trên phường rất không thoải mái với sự có mặt của người chú này, bởi vì bọn họ không thể quang minh chính đại mà biển thủ tiền trợ cấp của cô gái đó nữa. Vì thế bọn họ liền lấy lý do người đàn ông ôm cô gái vào nhà vệ sinh để báo cảnh sát, nói dối rằng anh ta làm trò sằng bậy với cô gái. Người chú cuối cùng vẫn bị ép rời khỏi nơi này. Cơn ác mộng lại bắt đầu rồi. Tối hôm đó có một mục sư xông vào phòng của cô gái, sau đó kéo chăn của cô ấy ra. Cô gái sẽ gặp điều không may ư? Đây chính là cô gái tàn tật 10 năm trên giường. Cô ấy không thể xử lý cuộc sống của mình, mỗi ngày đều bị người khác ngược đãi ức hiếp. Buổi tối hôm đó, một mục sư mặt người dạ thú xông vào phòng cô gái, trực tiếp kéo chăn của cô ấy ra, còn nói với cô ấy bản thân chính là hung thủ giết chết mẹ cô ấy. Tiếp theo chính là hắn muốn làm nhục cô gái, mà người chú đứng trong bóng tối trực tiếp lao ra, sau một trận đấm đá liền đánh chết hắn ta. Hóa ra người chú luôn ở trong bóng tối bảo vệ cô gái. Ngày thứ hai, cô gái trang điểm đậm, bắt đầu kế hoạch báo thù. Đầu tiên chính là người hộ lý luôn ức hiếp mình. Cô gái trực tiếp hất nước vào mặt hộ lý, còn vẽ hoa văn lên mặt cô ta. Sau đó lợi dụng cô ta câu dẫn trưởng hộ lý. Tiếp đến là một thao tác đoạn từ tuyệt tôn tên hộ lý đến bọn du côn từng bắt nạt cô ấy, một kẻ cũng không bỏ sót. Sau khi xử lý xong, bọn chúng còn vui vẻ ngồi đánh trống. Cuối cùng, còn tên cảnh sát đổ oan cho người chú, nhân lúc trời tối liền đột nhập vào nhà hắn ta. Tên cảnh sát không có phòng bị, trực tiếp bị giết chết. Kết thúc việc báo thù, người chú liền ôm cô gái bước đi loạn choạng, sau đó cũng ngã xuống vũng máu. Hóa ra anh ta sớm đã mắc bệnh hiểm nghèo. Nhiều năm trước, anh ta vì bị vu khống giết mẹ cô gái nên đã vào tù. Bởi vì không còn sống được mấy ngày nên mới được thả ra sớm. Người chú giúp cô gái hoàn thành tâm nguyện, sau đó cô gái mở cửa sổ, từng tia sáng mặt trời chiếu vào trong phòng. Tâm nguyện bao nhiêu năm cuối cùng cũng được thực hiện, mà cô ấy cũng dần dần hồi phục. Từ đó, liền có thể đứng dậy đi lại. Bộ phim đến đây là kết thúc.